Trên tay em đang là dòng Kyocera One S6 này. Dòng này thì có bên Nhật thiết kế ra mấy màu thì em không rõ, nhưng mà trên tay em đang có hai màu là màu trắng, trắng sữa, khung viền là bạc, mặt trước đen, và một màu là dạng tím xanh, mặt trước đen. Màu này không không rõ chuẩn là màu gì nữa, nhưng mà nó hơi dạng tím xanh. Cầm rất là sang này. Ra mắt năm 2019, thiết kế giống y như dạng iPhone, cầm rất là sang. Mà lại phân khúc giá rẻ. Giá rẻ đây là về Việt Nam nhé, khoảng hơn 2 triệu một chút, 2 triệu tư. Còn được, lúc mà mới ra chắc nó phải gần tầm 10 triệu. Ra mới ra thôi, ra được khoảng chưa đầy 2 năm, hơn năm chút. Về tên đầy đủ của nó là Kyocera Android One S6, hay còn gọi là Kyocera S6KC cũng là nó này. Dạng chống nước là IP65, 68, tiêu chuẩn quân đội luôn. Kích thước là 153 x 73 x 8,9 mm, khá là mỏng, không quá dày đâu. Nói chung vậy, nó không quá dày, cũng không phải mỏng quá, nhưng mà cầm nó vừa. Về cái cân nặng thì nó chỉ khoảng 150 gram, rất là nhẹ. Kích thước màn hình của nó 5,84 inch, độ phân giải Full HD cộng, gần 6 inch rồi. Thì mình mua cho người lớn tuổi, hoặc là mình dùng, hoặc là cho học sinh học online cũng khá là ổn, vì màn hình rộng mà lại sắc nét. Có đầy đủ 2G, 3G, 4G này. Dung lượng pin là 3050 mAh. Dung lượng pin này, thời lượng test thực tế YouTube em đã test, thì nó sẽ đạt dao động từ 6 cho đến 10 tiếng YouTube, từ 100% đến hết pin, 6 đến 10 tiếng, với độ sáng 50% và xem qua Wi-Fi. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, mở rộng thẻ SD lên đến 512GB, Android gốc là Android 10. Tất cả đã lên bản 11 hết thời điểm này. Chip nó chip là MediaTek Helio B35MT6765. Con chip này thì sẽ tương đương với chip Snapdragon 4X hoặc là 6X của năm 2019. Camera sau của nó có hai trang bị hai camera này, 16 MP và 8 MP. Camera trước là 8 MP. Về thiết kế của nó này, bên cạnh trái của nó là khe SIM kèm thẻ nhớ, cạnh trên là có jack tai nghe 3.5 này, có một phím cứng ở đây, có thể là phím mình thì thấy chưa thấy có sử dụng gì cả, nhưng mà cũng có thể là phím báo động. Bên cạnh viền bên tay phải là phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn. Cạnh này là đây móc chìa khóa này, cạnh dưới cùng là jack tai nghe, quên, jack sạc Type-C, cổng sạc Type-C. Đây là loa này. Mặt sau thì đây là hai cam rồi, đèn flash này, vân tay mặt sau. Vân tay mặt sau này nó giống hệt như dòng Sharp và dòng Fujitsu hồi xưa ấy, nhưng mà vân tay nhạy hơn nhiều so với dòng đời cũ. Chung là cũng không có, về cấu hình thì cũng không có gì quá nổi bật cả, nhưng mà về cái thiết kế và kích thước màn hình, thiết kế rất đẹp. Nói chung là của Nhật nó vẫn có một sự độc đáo riêng của nó đấy. Loa của nó cũng khá là to, chứ không còn nhí 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 nữa. Xem cái này để mà xem phim thì tuyệt vời. Vậy thì sơ bộ ở đây em xin tóm tắt lại là điểm mạnh của nó là thiết kế, dung lượng pin và màn hình lớn. Còn cấu hình thì xem như mọi máy khác thôi, cấu hình không quá nổi bật.
Nhưng mà với cái tầm giá này mà thiết kế như vậy là khá là hợp lý rồi. Lại còn chống nước nữa. Khi em quay video này thì máy này nó đã hết rồi, nên anh em thông cảm ạ. Em cũng mới cầm trên tay chưa được lâu nên là về cái độ review nó cũng chỉ tương đối thôi chứ không quá là hay đâu. Vừa nói cho anh em sơ qua để biết nó, vì em thấy là chưa có ai làm clip này ở Việt Nam cả. Rồi cảm ơn anh em nhé.